chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tìm hiểu 5 sai lầm thường mắc phải của người mới đi phượt. Đi phượt là một trong những hoạt động mà nhiều anh em đam mê xe máy nói chung đều thích thú. Với những người bắt đầu chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thiếu sót trong những cái chuyến đi phượt đầu tiên. Vậy hãy cùng chúng tôi điểm qua 5 cái sai lầm hay mắc phải để anh em quan tâm và có thêm kinh nghiệm cho những cái chuyến đi suôn sẻ của bản thân mình nhé. Mang quá nhiều hành lý. Có thể nhiều anh em mới bắt đầu đi phượt sẽ không biết rõ những đồ đạc nào cần thật sự và không cần thiết phải đem theo cho một cái chuyến đi. Bởi vì một cái chuyến hành trình bằng mô tô nó riêng thì không gian chứa đồ sẽ rất ít, tối thiểu là một cái chiếc ba lô. Nếu anh em nào mang quá nhiều đồ sẽ chiếm đi diện tích của người ngồi lái, sẽ di chuyển hơi khó khăn vì cái sức nặng của hành lý đem theo, gây mệt mỏi cho người cầm lái. Do đó, khi chuẩn bị khởi hành hãy tham khảo ý kiến của những anh em đã từng có kinh nghiệm đó, mang gì và những gì không cần mang theo. Lên kế hoạch quá nhiều hoặc quá ít. Đôi khi anh em bám sát vào kế hoạch đã định sẵn từ đầu trước khi khởi hành, đôi khi từ cái trạng thái vui vẻ sẽ khiến thành thất vọng khi gặp phải một vài cái sự cố sai lệch trong cái kế hoạch, ví dụ như hư hỏng xe giữa đường hoặc lạc đường. Vì vậy hãy đừng tạo áp lực cho bản thân của mình, kiên nhẫn và cố gắng tìm kiếm những biện pháp khắc phục thay thế. Có thể lạc đường nhưng cũng hãy xem đây là một trải nghiệm khám phá những con đường mới thay vì bám sát vào dự định ban đầu. Nên anh em hãy chuẩn bị thật kỹ về vấn đề này để tránh tình trạng lãng phí thời gian vì những sự cố ngoài ý muốn nhé. Tập trung quá nhiều vào cái điểm đến đã định trước. Tương tự như sai lầm như trên, có thể trong đầu anh em sẽ định hình một địa điểm để check in những dòng xe cực ngầu cùng với team của mình, hoặc là ăn uống tại một cái nhà hàng dự kiến ở ban đầu. Tuy nhiên cái trường hợp xấu nhất có thể xảy đến như địa điểm bạn đến đang sửa chữa hoặc đông người đến không check in được như dự định ban đầu, nhà hàng của các bạn đang tạm dừng đóng cửa vì những lý do nào đó v.v. Cho đó anh em nên hãy chuẩn bị những địa điểm check in nhà hàng, khách sạn trong phạm vi gần đó trước khi khởi hành để có những chuyến đi luôn vui vẻ và thoải mái. Không cẩn thận về chi phí chuyến đi. Tính toán chi phí cho một chuyến đi là điều cực kỳ bắt buộc, bởi vì để tránh trường hợp lãng phí hoặc không đủ cho một cái chuyến đi suôn sẻ. Vì vậy hãy tham khảo ý kiến của những anh em có kinh nghiệm về những đoạn đường hoặc mục tiêu sắp đi của các bạn, giá cả, vùng miền, địa điểm cần đến để có mức chi phí phù hợp nhất. Chuẩn bị đồ đi phượt cho phù hợp nhất. Mặc nguyên cái bộ áo giáp là điều hết sức cần thiết cho một cái chuyến đi, đem lại cái cảm giác an toàn hơn cho anh em. Nhưng với thời tiết khắc nghiệt quá nóng tại những điểm bạn sắp đến thì nên chuẩn bị một cái bộ đồ phù hợp với thời tiết để giúp anh em thoải mái hơn cho cơ thể hơn trong suốt cái cuộc hành trình này, giảm cái tình trạng mệt mỏi khi chúng ta chạy xe. Mọi thiếu sót mong anh em có thể bổ sung thêm ở cái phần bình luận bên dưới để biết chúng tôi trở nên hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.